chào cả nhà đến với buổi tập của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Hôm nay câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng có buổi tập trên sân tập Vin. Hôm nay có một cầu thủ trẻ gia nhập trong màu áo của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng, đó là Thái Khắc Huy Hoàng. Thái Khắc Huy Hoàng chiều cao là 1m70, cân nặng 65, vị trí là tiền vệ, sinh năm 1999, số áo là 28. Mời cả nhà tiếp tục theo dõi video của mình nhé. Ai thích thì subscribe kênh và ủng hộ cho mình nhé. Thank you.
Chai nước đi luôn ơi.